Đây là lý do tại sao bạn nên uống rượu cùng crush. Các bạn thấy cái thái độ của Linh Hiệp Đạo nó thay đổi không? Từ đầu là cút đi, thiệt không? Tao cảm thấy nha. Nhưng mà sau khi rượu vô là I love you. Các bạn thấy chưa? Không cả. You are my best friend. Hôm nay đến với chương trình 10 Pack phiên bản mới. Nào mày ngồi thẳng lên. Con okay. Không đứng đắn một tí gì. Các bạn ơi, đấy thì mình cũng nhận được rất là nhiều những cái yêu cầu của các bạn. Đấy là 10 Pack phiên bản mới thì mời Mitty đi. Ôi có hả? Ừ. Tao tưởng các là mày đòi hết. Không. Các bạn là mày hết. Người không. Mời mày mời các tao. Bạn đòi nhiều lắm. Tao muốn mời những người khác nhưng mà các bạn cứ đòi mày. Hay à, quá các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã cho mình cơ hội này. Ok mọi người, thì cái chương trình bình thường á thì tao sẽ rủ mọi người kiểu đi ăn uống này kia các thứ. Nhưng mà tao thấy là nếu như mà hai bọn mình cũng rất là thân nhau rồi đúng không Mitty? Thôi ok, bọn mình rất là thân nhau rồi cho nên là tao hôn mày một cái đấy cho nên là bọn mình sẽ nước mắt nền tao rồi sẽ uống rượu. Wow. Mình chưa bao giờ uống rượu các bạn. Mình là một người nó không phải là alcohol đúng không? Mày phải thừa nhận gì đó đây. Ở đây thì tao có chuẩn bị đây nhá. Okay. Đây là shot rượu tequila, còn đây là cái này là cái gì? Đây là thạch nhưng mà cũng làm từ tequila luôn. À ok. Đây bây giờ mày sẽ có hai một cái quyền. Hai cái quyền, một là từ chối trả lời. Ok. Từ cái chối quyền này thì là uống luôn. Ok. Ừ, còn cái này là đổi câu hỏi, tức là mày sẽ được trích sang một bộ câu hỏi hoàn toàn khác, cái bộ câu hỏi. Ồ, câu hỏi luôn hả? Và những cái câu hỏi đấy nó còn ác hơn. À vậy đấy. Sao tao phải sử dụng cái quyền này? Nhưng mà hên xui biết đâu ác hơn nhưng mày lại trả lời enjoy hơn. Cái chương trình này thì ta sẽ search Mitty ở trên Google xem thôi. Mọi người tò mò gì về mày. Tao thấy không gì hết, chắc chắn câu đầu tiên là Mitty lộ mu, chắc chắn luôn. Bởi vì tao đã từng search tao rồi, tao hiểu tại sao đâu ra cái đó luôn á. Cái đó bây giờ biến mất rồi, mọi người đã tò mò những cái khác rồi. Mọi người đã tò mò những cái khác rồi. Ok. Và bên cạnh đó thì tao thấy mọi người tò mò về mày bởi những cái câu hỏi khá là kiểu phổ thông và nó khá là trá, cho nên tao tự hỏi một vài câu. Ok, chắc là hỏi tao tin thật là gì đúng không? Hỏi đầu tiên cho tao làm quá. Ok, trả lời nhanh nhá. Ok thần tốc. Ok, trả lời nhanh mới là cái suy nghĩ thật của mày. Ok, Mitty có thích Linh Ngọc Đàm không? Có. Luôn luôn là cờ em và mấy bia nhưng quá. Mày nói thế có bị trời phạt à? Bây giờ phạt. Tất cả mọi người đều biết là mình thích nó các bạn ạ. Okay. Nhưng mà thích nó có nhiều kiểu thích đúng không? Thích kiểu gì? Mày thích tao kiểu gì? Tao thích mày kiểu lên giường. Thôi giỡn thôi mọi người, cho là mình thích nó bởi vì Linh dạo này rất là xinh đẹp, giàu có, phú quý. Nhưng mà trái tim Linh mãi mãi không thuộc về mình nên mình luôn thích điều đó. Tính rất là ngon. Đúng vậy. Thôi tiếp đi, thì có mày làm, mày làm những cái suy nghĩ, tao đã kìm nén lại rồi, cũng mày á. Thôi, mày cứ làm, câu 2 này, mọi người không, cái này em phải thắc mắc, mọi người thấy không, nó cứ như vậy, rồi nó kêu mình rối cùng đó. Kìa mọi người, đấy chỉ là một câu hỏi rất là bình thường, câu 2. Mid menu lời bao nhiêu tiền một tháng? Lỗ mẹ. Không báo, chắc có lẽ là mid menu sẽ sập rồi đó mọi người, nên là mình sẽ rất vui. Thật á? Đang tính đóng cửa luôn, tại vì cảm thấy là không có thời gian. Mà lỗ nhiều không? Sao mình đào sâu về vấn đề này quá. Thì mình có hỏi mà bây giờ người ta hỏi là một tháng mid menu. Nhưng mà ta phải là lỗ. Doanh thu đi. Lỗ nhưng mà mình cảm giác là mình có thể sẽ không tiếp tục nữa bởi vì mình cảm thấy là mình phải dành thời gian nhiều quá mà mình mày không, sẵn kiên sàng. Trì mà cũng gì thật luôn á, mày không kiên trì. Cái tay đâu rồi? Mày đã đây. Mình thiếu cái này. mày đã mất công mày mở một cái dự án kinh doanh ra, mày kiểu phải sống chết mày cứu lấy nó chứ. Vậy hả? Tao hơi thiếu kiên trì á. Bây giờ mày mở được bao lâu rồi? Với mấy tháng? Cái gì gần cả năm rồi. Gần cả năm? Mày tao đánh mày bây giờ gần cả năm. Nửa năm. Nửa năm bao giờ? Hơn nửa năm. Nửa năm bao hơn giờ? Hơn nửa năm. Mày điên hả? Từ tháng 10 là tao mở rồi. Tháng 10 là mở rồi mày bị khùng hả? 10, 11, tháng 12, 1, 2, 3, 4. 4. Phải 6 tháng nửa năm chưa? Ok, tao muốn bỏ đi. Nhưng mà tao sẽ phạt mày một ly. Ủa tại sao? Tại vì mày không kiên trì với cái công việc mà mày đã đặt ra. Nghiệt quá. Em trả lời rồi mày vẫn bị khắc nghiệt vậy hả mày? Ây, tôi cảm giác chương trình OS tôi phải không? Đây là mày ăn thử. Ăn cái ly này để xin lỗi chính bản thân mày. Ừ, ơi ngon á. Ngon không? Ừ. Nhưng mà ăn say ấy nha. Ngon không à? Tự làm, chị đi làm. Không làm theo công thức đàng hoàng. Em nghe mùi rượu không thật mùi. Thì giờ em bảo ngon em nghe mùi rượu không. Ok, câu hỏi tiếp theo. Tài sản của Mitty có bao nhiêu con số không? 1, 2, 3, 4. 6 số là bao nhiêu? 6 số là bao nhiêu? Không phải điên hả? Không phải 6 số. 6, 7, 7 số. 8,
8 số. 8 là nhiêu? Là 6. Là 10 tỷ. 8 số không là 10 tỷ. Ôi vậy nhiều quá, mà dạ. Ôi vậy lưng lửng ở giữa đó là một là 7 số. Là 7 số. Ờ 7 số. Ok 7 số. Tại vì dạo gần đây á là mình cũng hơi thất xa cơ lỡ vận một xíu, thế nên là đáng lý là mình cũng mong nó lên được con số 8 số lắm, nhưng mà nó mới 7 số chứ mình hơi bị su á mọi người, hơi bị su một xíu. Hơi bị su nhưng mà bắt đầu hết su rồi đúng không? Đỡ hết rồi, vận may đã trở lại rồi đó. Ok, vận may trở lại thì ăn một miếng đi. Trả lời chậm nhưng mà chị. Tao mày chia. Ok, nhưng mà thật sự là cái này là lần đầu tiên mình ăn á mọi người, nó là gọi là thạch tequila hả? Nó đắng hả? Không, cái này ngon này, cái màu đỏ có vẻ là nặng hơn. Cái này nhạt á, cái này không có vị gì hết trơn rồi. Cái này đỡ hơn. Tại sao lại quyết định đi học xăm? Đã xin phép bố mẹ chưa? Có được ủng hộ không? À thì cái là mình cũng chưa có xin phép bố mẹ, nhưng mà mình quyết định đi học xăm là bởi vì mình đang trong thời gian đoạn đó mình khá là stress, nên mình muốn học thêm một cái gì đó để cho nó đỡ. Thứ nhất là giết thời gian thôi, mà ví dụ như bây giờ học những cái mà để mà cần ghi nhớ thì lại đi làm biếng, như kiểu học tiếng học này nọ thì lại hơi làm biếng tại vì mình phải nhớ từ. Nhưng mà mày cũng thích xăm hình nữa đúng không? Trên người quá trời hình. Không không, tao không thích xăm hình. Ừ, tao thích vẽ. Thôi mà qua tao xăm đi thiệt. Không bao giờ mày phải kiểu xăm đẹp. Bây giờ người ta chứ không phải là cái tờ giấy nháp đâu mà mày kêu. Nhưng mà bởi vậy thì xăm hình nhỏ thôi. Bây giờ tao cho mày hồi, bây giờ hồi bây giờ tao sẽ cho mày xăm một hình lên người tao. Nhưng mày... mà bây giờ căn nhà thắt lại tụi mình làm một cái hình xăm gia đình đi. Được, hình xăm gia đình là gì? Thôi. Là hình gì mày biết không? Dấu chấm. Hay chấm mặt cười. Được, cái hình nó dễ. Ừ. Được, làm được đúng không? Được, trời. Trời ta làm được vẽ cho mặt mày đang cười cũng được nữa. Hay là mày xăm cái mắt mà tao úp lên á, tao xăm cái đó đẹp lắm. Cái nào đâu, đưa xem nào. Đưa xem. Nhưng mà tao mới xăm là da giả. Thôi tí đi. Ừ thôi tí đi tiếp nè các bạn ơi, nhanh còn vẽ. Câu này bình tĩnh trả lời nhá. Căng thẳng quá. Ờ. Mỹ Thi với người yêu nhau bao lâu rồi? 3 năm. 3 năm đúng không ta? Ờ 3 năm. Mới kỷ niệm. Mỹ Thi với người yêu nhau 3 năm rồi nha mọi người. Mới kỷ niệm. Ơ không thông báo để không là làm một cái party để cho anh em chúc mừng ạ? Thì đáng lý là party đó, nhưng mà Ramu nó tới. Không? Nhưng mà ủa? Nhớ tao bảo mày không? Tao mà lấy lại kênh tụi mình phải làm một cái party. Nhớ. Khi nào? Nhớ, mọi người đang định đi du thuyền ấy. Ôi dồi ôi, tao không biết bơi, tao không bị say sóng nữa. Không, nhưng mà thôi để từ từ rồi tính nhá. Ok. Tao sẽ làm chủ trì cái bữa anniversary của bọn mày. Không, cái anniversary thì em cũng sẵn tiện thông báo luôn là tụi mình đang lục đục, đang xích mích rất là nhiều. Thế nên là em gái nào mà sẵn sàng hay là em trai nào sẵn sàng đến với mình thì cũng ok nha. Thì tụi mình lục đục lắm. Mày dám. Mình lục đục lắm, giống như là các bạn cảm giác như là cái con lật đật mà mày nhớ xuống dưới sàn đi, nó cứ lật đật vậy á. Nhưng có phải là kiểu yêu nhau đến cái giai đoạn, tao thì chưa bao giờ được trải qua cái cảm giác đấy. Ừ. Nhưng mà yêu nhau đến giai đoạn mà 3 năm thì có phải là kiểu mẹ hơi kiểu tình cảm nhạt phai và không, dễ xích mích không? Không, trước đó đã xích mích rồi mọi người, lục đục từ trước đó rồi. Một năm là đã, một ngày là đã xích mích với nhau rồi, nhưng mà tình cảm nhạt phai thì... Vẫn chịu đựng được nhau tận 3 năm là quá hợp nhau rồi, mày nhớ. Cố gắng. Thôi đừng, tao đã sẵn sàng đến với mày rồi Linh ạ, đừng. Nhưng tao không sẵn sàng đến với mày, mày kinh lắm. Mày kinh lắm. Không có skill gì hết. Chắc chưa. Nhưng mà thì ra mình là một cô bé ngây thơ trong sáng đang cần các phi công trẻ đến đây để giúp đỡ mình nha. Phi công trẻ thì đến với chị nhá. Chị vừa đẹp, chị vừa độc thân, chị vừa có tiền. Ok, tại sao phi công từ trẻ... Từ chối trả lời. Chị phi công trẻ lại đến với mày. Từ chối trả lời. Câu tiếp theo này. Câu này chia sẻ này. Điều gì làm Mitty stress nhất trong 2 tháng vừa qua? 2 tháng vừa qua đó chứ, tất nhiên là kênh YouTube của mình. Nhưng mà thì ra mình cũng không hẳn là bởi vì kênh YouTube đâu, mà là mọi người biết có một cái là giống như mày biết tao làm việc rất là nhiều đúng không? Ra trước giờ cái quan điểm sống của tao nó đang hơi bị lệch lạc một tí. Tao là hồi trước á thì mình đang bị cái quan điểm sống là mình sống là để làm việc. Nhưng mà thì cho nó phải ngược lại. Đúng, mình làm nha. Việc để đúng, sống. Đúng. Mình phải làm không. Mình làm. Mày nhìn sang đây ngược lại hẳn với mày. Đấy. Thì nhưng mà tao mày cũng confirm là tao ngược tao như thế đúng không? Ừ. Tao sống là để làm việc. Thế nên là tao cảm giác khi mà cái công việc của mình nó không ổn thì mình cảm giác cuộc sống của mình rất là vô giá trị, mà nó kiểu không có một cái tích sự, nó không có một cái gì để nhưng mà tại sao nhà tao rất là thắc mắc. Ví dụ như đáng ra cái người như tao này, cái người mà kiểu kinh tế gia đình không được tốt cho lắm rồi này kia, rất là nhiều áp lực thì mới phải sống để làm việc đúng không? Không, nhưng mà tao không phải là tao làm việc vì tiền, hiểu không? Tao không cố gắng cuộc đời mình để vì đồng tiền mày, mà là vì chỉ cái vì công mày việc thích được làm việc. Đúng mày đúng thích đúng cái công việc bây mình giờ mình đang làm. Đúng rồi, mình thích cái công việc và mình cảm thấy khi mà mình làm cái nó có một cái ở trong não của mày á, nó là một cái gọi là cái hormone để khiến cho mày hạnh phúc.
tao quên mẹ nó tên đó rồi. Ok ok hiểu. Nhưng hiểu. Mà cái hormone đấy là nó sẽ tiết ra khi mà mày đạt được mục đích. Giống như là mày đi mua đồ, mày đạt được, ví dụ như bây giờ mày thích, tối nay mày thích là mẹ phải uống 2 chai. Nhưng khi mày đạt được mục đích, giống như mày thi mày đạt được 9 điểm, khi mà mày đạt được mục đích đấy thì mày sẽ tự cảm thấy hạnh phúc đúng không? Ừ. Thì cái hormone đấy của tao nó sản sinh ra trong cái quá trình từ lúc mà tao học xong á, thì tao cảm thấy là mình chỉ vui khi mà mình đạt được mục đích thôi. Thì cái mục đích trước giờ của tao đều là công việc hết. Đây là ok, mình đạt được chừng này shop, mình đạt được công việc, mình đạt được này này này, chứ nó không phải là vì tiền. Ừ. Thì tự nhiên khi mà cái công việc của mình nó không ổn á, thì mình cảm giác là cuộc đời mình nó khá là vô ích. Mày biết khoảng thời gian đó mà đúng không? Thì mình rất là chán rồi đó. Tao cũng bắt đầu đi chơi đi này đi nọ, thì mình mới nhận ra đó là tại sao mình lại phải sống vì công việc mà không phải là công việc nó phục vụ cho cái mục đích sống của mình. Thế bây giờ chơi được chưa? Thì giờ chơi được. Giờ chơi rồi. Giờ chơi nhiều quá chứ là. Công ty mà nghe được cái này chắc công ty sẽ buồn lắm. Lần luôn đã chơi thân với một cái đứa mà sống rất là zolo như mình, nhưng mà nó lại lúc nào cũng sống một cách rất là trách nhiệm, và mình kiểu, nhưng mà mình thì lại không thể nào mà khuyên nó là thôi mày sống đừng có trách nhiệm nữa, mẹ khuyên thế thì mất dạy quá. Mất dạy quá, trời ơi, mất dạy quá. Thế là mình lúc nào mình cũng mặc kệ nó, để nó kiểu chìm đắm trong cái sự stress của nó, nhưng mà mình cũng không làm gì cả. Không, có một cách mày có thể làm. Thôi người cười em. Có một cách mà lên lương có thể làm. Chỉ cần ta mệt mỏi hay vui vẻ gì, chỉ cần lên làm chuyện đó là ta sẽ cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa trở lại. Tao không đồng ý từ chối. Ok, tiếp đây. Next. Ơ, cái thế mà... Trời, cái trò chơi này quá dễ. Trò chơi này quá dễ. Tại tao mày thân á, chứ ví dụ đỉnh được mà hỏi tao chắc tao... Không, nhưng mà chia một phát vì cái tham vọng của mày. Ê, sắp hết rồi. Đây, con. Không hiểu sao người ta lại thích uống rượu. Vậy tao có thể hỏi mày được không? Tại sao mày thích uống rượu? Ê, tại sao mày lại cảm thấy cái cuộc sống YOLO này nó... Ý là tại sao mày lại thích cái kiểu sống như thế? Là tại sao? Tao chưa hiểu. Giống như tao đi. Người ta cảm thấy là mình sống là mình phải để đạt được mục đích. Còn mày là mày sống bởi vì vui. Không, vậy tao sống vì trách nhiệm chứ. Tao nhiều trách nhiệm mà. Rất là nhiều trách nhiệm trên vai. Bởi thế cho nên là cả cuộc đời tao đã sống vì người khác rồi. Cho nên là tất cả những... Không phải... Ý là những cái giờ phút mà... Ví dụ như một ngày 24 tiếng đúng không? Thì 22 tiếng tao đã sống vì người khác rồi. Để kiếm tiền, để lo cho người này người kia. Thì còn 2 tiếng còn lại trong ngày tao phải được sống vì tao chứ, đúng không? Tao lúc nào tao cũng cảm giác là... Nhưng mà ví dụ như 2 tiếng đó tao sống vì tao, nhưng mà tao là một người bê tha rồi, rồi hư hỏng, thì tao có được sống vì tao không? Trong... Đấy là... khái niệm của mỗi người như thế nào là bê tha. Ví dụ như bây giờ tao sống đang trách nhiệm vậy đúng không? Nhưng mà vì 2 tiếng đồng hồ đó là ngày mai, ví dụ ngày mai tao đi quay đi, nhưng mà 2 tiếng đó bởi vì cuộc ví dụ như bữa đó có một người tao rất là thích đi chơi đi. Và là vì bản thân tao quyết định đó lại chơi 2 tiếng nữa. Tao nhá, tao vẫn đi bình thường. Ví dụ như ngày mai sáng sao đã từng có những lúc nhá, 5 giờ sáng tao phải đi quay cái gì đó cho con gì đúng không? Mà hôm đấy anh Độ này rồi mọi người vào trong Sài Gòn các thứ, mọi người đi ba đó mà tao rủ mày, mày không đi đó, mày nhớ không? Sao cứ phải thêm cái con nói cái gì ta? Ok, tao vẫn đi. Tao vẫn đi, tao bởi vì tao coi đấy, đấy là những cái giờ phút mà tao dành cho cuộc đời của tao. Ok, tao phải chơi và tao phải hưởng thụ. Ok, nhưng nhá, 4 giờ tao từ cái club đó tao về nhà, tắm rửa rồi tẩy trang rồi tất cả mọi thứ, tao ngủ đúng 30 phút. Xong rồi tao đi quay. Dậy, tao đi quay. Trời ơi, xỉn xạ, xỉn chi rồi nó xảy. Tự nhiên bôi bác hết bí mật ra. Từ từ để tao rót thêm để thôi đây tao rót cho tao. Rồi mày nha. Rồi mày hỏi đây. Rồi, trong nhóm bạn thân ai là người không hợp tính mít thi nhất? Trong nhóm bạn thân là... Đúng. Khoan, xin mê, cái này là xin mê. Tại vì cái nhóm bạn thân nó hơi bị to đúng không? Ừ, tất cả, trong tất cả ở nhóm trong đấy nhà. Như hôm đi Hồ Tràm đi. Hồ Tràm. Ai là người không hợp tính không nhất? Không hợp tính mít thi nhất. Không hợp tính. Tại có những người mình không nói chuyện. Liệt kê. Thôi coi như là người nào mà list luôn. Mình nghĩ là anh Lưu. Lưu. Không phải là không hợp tính mà là ít nói chuyện nhất. Và tiếp xúc. Cũng ít tiếp xúc và ít có cơ hội cho chuyện tâm sự. Và ai nữa ta? Mấy ít người bên refund thì sao? Anh bên refund nhiều lắm. Anh Chip nè, anh Chip với người yêu anh Chip thì anh cũng Chip. Là không ít, nói chuyện ít, ít. Tại vì bữa đó đi thì tại vì trước đó mình cũng không biết anh Chip, anh Lưu nha, anh Lưu, anh Chip và người yêu anh Chip phải bồi đắp tình cảm với đúng đó. Tiếp ai nữa ta? Ai nữa ta? Tính ra là những người còn lại ta nói chuyện hơi nhiều đó, tại vì mình có gia nhập một cái tại hội cái mỏ mày liên hội đánh không mà. không mình không có nói nhiều mà thật sự là tụi mình có gia nhập một cái hội gọi là hội đánh bài. Nên là trong cái hội đó
tụi mình có trò chuyện với nhau rất là nhiều. Chỉ có những người đó là hơi hơi ít nói chuyện thôi. Ok, thế là mày nếu như mà là tao là tao không kỳ được ai đấy. Tại vì ai tao cũng cảm thấy tao rất là thân. Cái mỏ mày mới là cái mỏ liến thắng. Không, cái mỏ tao không hề liến thắng nhưng mọi người cứ liến thắng với tao. Mọi người rất là kỳ lạ nha. Trong cái hội bạn nhưng, của mình. Nhưng mình mới nói với mày, tất cả mọi người hay kể bí mật cho Linh. Nhưng mọi người cũng biết được cái mỏ của Linh mới là cái mỏ gì chị nhất. Nó không kể cho người khác. Nhưng mà nó hay, nó hay kể ngược lại những người trong hội. Đúng rồi. Nó hay kiểu như ví dụ, ê mày dạo này Inbu nó kỳ với tao lắm. Nó vậy vậy vậy. Cái ngày hôm sau Inbu biết luôn. Ủa sao Inbu biết? Tao nói ủa. Hả? Đây nhá. Nếu mà mình nói là rồi đó các bạn. Trong nó muốn cái, mọi người trong giải quyết cái hội bạn thân của mình thì mọi người bằng một cái lý do nào đấy mọi người rất là tin tưởng mình và mọi người hãy chia sẻ những cái bí mật cho mình. Nhưng nếu như những cái bí mật đấy mà không liên quan đến người khác ở trong hội nha thì mình sẽ ok, mình coi như là mình không biết gì cả, không nghe gì cả, mình chỉ nghe vậy thôi. Nhưng ví dụ như người đấy mà kiểu có một tí gọi là xích mích gì với một cái người khác ở trong hội thì chắc chắn ngày hôm sau không có khi mà không phải ngày hôm sau mà ngay cái giây phút đấy mình sẽ lặp một lần. mình ê vừa mới em mày mù kỳ ghê nó vậy là cái mặt em ô lại đây trời kể không kịp luôn á. Là mình không có chịu được tại vì chơi thân với nhau đúng không các bạn, không chơi được. Thân với nhau mà tự nhiên lại kiểu đứa này mà kiểu hiềm khích với đứa kia thì nếu như mà mình để lâu ấy, lâu lâu dần dần chúng nó sẽ kiểu có cái khoảng cách và mình không thích như thế, mình phải giải quyết luôn. Tôi sẵn sàng nghe nha mọi người. Câu hỏi này, sắp xếp thứ tự tên những người sau từ thích nhất đến ghét nhất. À nhưng mà cái này phải cho thời gian xíu nha tại vì không có nhớ. Ok, Linh Ngọc Đàm, Hoàng Diệp Anh, Quang Quấn, Đồng Nam Bụt. Tôi nghĩ là tại vì tôi có cái quyền này nên là tôi nên sử dụng. Tôi nên sử dụng mọi người ạ. Từ chối tới bạn uống đi. Sợ luôn á, xịn lắm. Rồi này uống chung này. Xin lỗi. Tại vì mình không xịn. Tại vì lúc đó tự nhiên mình nghĩ là cái mình cảm thấy buồn cười thôi. Cái tự nhiên mình cười mấy cái nó bị xịt lên, cái nó đẻ ra luôn. Rồi sao mày đổ? Tao đổ ra tao uống hết rồi. À ủa vậy hả, tao xin lỗi. Giờ để tao làm lại. Rồi ok, làm lại đi. Câu cuối cùng này. Bây giờ okay, câu cuối cùng. Với mức độ nổi tiếng hiện tại, mày có thể lập một cái team riêng giống anh Chuối nhưng tại sao vẫn chọn lại với công ty? Lý do mình không tách ra khỏi công ty là bởi vì công ty sở hữu mình. The company owns me. Thôi đùa thôi chứ thiệt ra là tại vì mình làm ở trong công ty cũng khá là lâu rồi, mình giống như là gà công nghiệp á mọi người. Mình giống như là công ty nuôi nấng và cho ăn và cho làm tất cả mọi thứ. Thế nên khi mà mình nghĩ là mình đi thì nhưng mình không biết làm gì hết. Nhưng về tâm sự hay sự. Quá à. Được rồi hả? Đã bao giờ mày bức xúc với công ty chưa? Mày cảm thấy bức xúc với cái cách công ty đối xử mày chưa? Thì chắc là cũng không hẳn là bức xúc mà kiểu giống như là mình thấy tại mày biết tao là dễ tính mà tao chỉ cảm thấy ok cái chuyện đó tao sẽ hỏi ví dụ vậy sao thì trả lời thì thôi tao chịu thôi chứ. Tại vì mình giống như mình nói á, có những cái câu trả lời bây giờ người ta đã trả lời cho mình cái câu hỏi rồi thì mình có đào sâu nữa thì cái câu trả lời nó cũng không chỉ là nhưng như mà vậy là... để mà nói thì cũng chia sẻ thẳng thắn với mọi người là thật ra có rất là nhiều người hỏi tao ấy là tại sao trước đấy mày làm một mình ngon như thế. Hả? Tao không bao giờ làm một mình đâu. Không, hỏi tao là trước đấy mày làm một mình ngon như thế mà tự nhiên vào công ty để làm gì, để lại phải chia với cả công ty đúng không? Xong rồi kiểu phải công ty phải kiểm soát, phải sở hữu rồi này kia. Nhưng mà tất cả có những cái lý do rất là nhiều thì mình vẫn chọn lại với công ty là bởi vì sếp đối xử với bọn mình rất tốt. Đúng, và đặc biệt các bạn thấy ví dụ như cái vụ kênh YouTube của mình á, nếu như mà cá nhân mình á thì sẽ xảy ra rất là nhiều chuyện bởi vì nó liên quan tới nhiều thứ lắm, nhiều thế lực đen tối lắm mọi người ạ, nên là cần công ty cũng sẽ giúp đỡ rất là nhiều. Nói chung á là cái quan điểm cá nhân của mình này, mình không biết ví dụ như khi mà mình hợp tác với một cái người A này, mình không quan tâm là cái người A này đối xử với ABC XYZ là sao, nhưng mà nếu mà người ta tốt với mình thì mình sẽ trung thành với người ta đến cuối cùng. Vậy giờ ta hỏi mày, ta đối xử với mày như nào? Tốt. Chưa kịp hỏi xong câu. I love you. I love you. Hay quá. I love you. Đây là lý do tại sao bạn nên uống rượu cùng crush. Các bạn thấy cái thái độ của Linh Ngọc Đàm nó thay đổi không? Từ đầu là cút đi. Thiệt không? Tao cảm thấy nha. Nhưng mà sau khi rượu vô là I love you. Các bạn thấy chưa? Không cả. You are my best friend. Tôi nói à. Tôi nói nè. Tất cả mọi thứ thay đổi chỉ vì 1, 2, 3, 4. Là cạn ly cuối. 4 ly được. Ok, ly cuối nha. Chị, ra môi. Trời. Thấy chưa? Tao nói mà. Oh shit. Mọi thứ thay đổi nhanh lắm.
Đây là lý do tại sao bạn nên đi uống rượu cùng với crush. Chương trình đến đây là kết thúc. Bye.